Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục Chuyện tối nay với cuộc trò chuyện của biên tập viên Thùy Dương với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Vâng, xin mời quý vị cùng theo dõi. Tiếp theo chương trình như thường lệ sẽ là tiểu mục Chuyện tối nay của ngày hôm nay. Trong mùa mưa bão, người dân phải đối diện với nhiều bệnh tật do ảnh hưởng của môi trường sống bị ô nhiễm. Đặc biệt khi bão lũ xảy ra, nguồn cung cấp thực phẩm bị ách tắc do phương tiện vận chuyển bị hạn chế. Thêm vào đó, lương thực thực phẩm gặp thời tiết mưa ẩm dễ bị ôi thiêu, mốc hỏng. Vì vậy, nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm cho người dân trở nên cao hơn. Vậy làm sao để ứng phó với ngộ độc thực phẩm trong mùa mưa bão? Để chia sẻ về vấn đề này, ngày hôm nay chúng tôi có mời tới trường quay khách mời là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, thông thường thì sau mưa bão, vì sao người dân lại có thể dễ có nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm ạ? Ở đây thì chúng ta thấy có các nguy cơ mà dẫn tới cái khả năng ngộ độc thực phẩm nó sẽ cao lên, thì nó có thì từ hai cái nguồn chính. Rồi thứ nhất là cái nguồn nước và thứ hai là nguồn thực phẩm. Thứ nhất là nước thì là có thể là rất dễ bị ô nhiễm. Ô nhiễm từ vi sinh vật, ô nhiễm thậm chí cũng chỉ là ô nhiễm các cái hóa chất từ những nơi cái cơ sở sản xuất, những nhà máy vân vân. Rồi thì thiếu nước nữa cũng là vấn đề, thiếu nước sạch, để chúng ta nói thiếu nước sạch. Rồi vấn đề nữa là cái vấn đề liên quan đến thực phẩm nữa. Thực phẩm này chúng ta sẽ bị chi phối rất nhiều, bên cạnh cái nguồn thực phẩm có thể bị ảnh hưởng, bị giảm đi thì có những vấn đề khác, ví dụ là bảo quản thực phẩm có thể bị ảnh hưởng do vấn đề cắt điện, bảo quản tủ lạnh chúng ta sẽ không được đầy đủ. Thế rồi thì vấn đề cái nấu nướng có thể cũng sẽ bị ảnh hưởng, xử lý nhiệt sẽ bị ảnh hưởng. Thế rồi các cái vấn đề khác nữa cũng rất dễ bị lây nhiễm chéo vân vân, dễ các mầm bệnh, các cái vi khuẩn, virus, rồi các cái ký trùng, rồi kể cả hóa chất cũng có thể đi vào trong cái chuỗi thực phẩm và kể cả nước uống vân vân, dẫn tới dễ bị ngộ độc thực phẩm hơn. Tôi thấy rằng là nhiều nơi thì vẫn có sử dụng những cái loại gia súc, gia cầm, những con gia súc, gia cầm bị chết do bão để chúng ta có thể tiêu thụ thực phẩm trong cái khoảng thời gian này. Vậy cái lý do này có thể làm ảnh hưởng tới ngộ độc thực phẩm cho người dân hay không? Rõ ràng là cái lượng những cái gia súc, gia cầm mà bị chết trong những cái đợt bão lũ như vậy là thực sự cũng rất là đáng tiếc. Tuy nhiên thì nếu bà con chúng ta mà sử dụng nó làm cái nguồn thực phẩm thì cũng phải rất là thận trọng. Có lẽ là rất là khó cho bà con. Chúng ta nếu có an toàn thì chúng ta chỉ sử dụng những cái con vật mà nó vừa mới chết xong ngay lập tức thôi. Chứ còn nếu để độ vài tiếng trở ra là cả có vấn đề rồi. Nó có thể nó phát sinh các cái vi khuẩn bên trong, nó ô nhiễm, nó phát sinh rất là mạnh và nó thực phẩm về bản thân cái nguồn thì nó có thể bị bắt đầu trong thối rữa. Nếu bà con chúng ta vẫn cứ xử lý chế biến thì có thể là thực phẩm đã bị ô nhiễm các vi sinh vật và rất dễ bị ngộ độc thực phẩm, rất dễ bị các cái bệnh lây truyền qua đường thực phẩm do vi sinh vật trong thực phẩm gây ra. Vâng ạ. Ngoài ra thì những con gia súc, gia cầm có thể là chết do bão hoặc cũng có thể chết do những nguyên nhân khác. Cũng có thể là chết do... Tuy nhiên thì trong bão cũng như là sau bão thì người dân chúng ta cần có cái thời gian để có thể xác định được những cái con gia súc, gia cầm này chết vì những cái lý do nào. Và rõ ràng là chúng ta mất một khoảng thời gian dài để có thể tìm hiểu ra xem là chết vì lý do nào và có ăn để phù hợp hay không, thì cũng sẽ góp phần tác động tới cái việc rất là nguy hiểm nếu như chúng ta sử dụng loại thực phẩm này. Nói chung rất là hạn chế. Vâng, rất hạn chế. Sau khi bão tan thì ngoài ngộ độc thực phẩm, chúng ta cần phải cẩn trọng với những nguy cơ dịch bệnh hay là những cái loại bệnh tật như thế nào đối với người dân thưa ông? Trong và sau cái cơn bão và nói chung cả lũ lụt đi thì chúng ta sẽ có những nhóm bệnh tật mà có thể mắc phải. Thứ nhất là các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa là gặp nhiều nhất, do chúng ta đã biết là có nước uống rồi thực phẩm bị ô nhiễm các loại vi khuẩn, các loại ký sinh trùng, rồi thậm chí cả các loại virus và có thể thậm chí cả hóa chất. Nói về cơ bản đây là các bệnh phổ biến nhất, là những trường các bệnh thật mà lây qua đường phân miệng, phổ biến là do các cái chất thải của động vật, do con người ra vào môi trường và chúng ta lây như là xâm nhập vào nguồn nước, bão lũ nó phân tán ra lây chéo với các nguồn nước sinh hoạt của chúng ta, dẫn đến bị bệnh qua đường tiêu hóa là phổ biến nhất. Ví dụ đầu nhiễm khuẩn qua đường tiêu hóa, nhiễm vi trùng, ký trùng, rồi các cái trường hợp ngộ độc thực phẩm khác. Thế rồi thì kể cả những trường hợp mà bị các vết thương chúng ta qua da, da chúng ta bị vết thương vì lao động vân vân, thì có tiếp xúc với môi trường nước đất bị ô nhiễm
Như thế thì rất dễ bị nhiễm các cái mầm bệnh ở trong nguồn nước, và nó sẽ có thể sẽ khác thường so với cái điều kiện bình thường không có bão lũ. Sau mưa bão thì người dân cần phải bắt tay làm những cái việc như thế nào để chúng ta có thể ngăn ngừa nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm cho bản thân và gia đình thưa ông? Có thể nói là chúng ta phải ngay từ trước mà trong và sau cái bão lũ lụt chúng ta đã phải có những cái biện pháp nhất định rồi. Ví dụ như là trước khi xảy ra bão lũ lụt thì chúng ta nên có những biện pháp dự phòng. Đấy, ví dụ như bà con chúng ta, tất nhiên là chúng ta nên dự trữ một lượng thực phẩm và nước uống nhất định. Đấy, tất nhiên không hoảng hốt quá, đổ xô đi mua sắm rồi thì nó dẫn tới hoảng loạn và cái khủng hoảng thiếu cái nguồn lực, nguồn thực phẩm và nước uống. Như vậy chúng ta nên dự trữ một lượng nhất định trong đủ 1-2 ngày thôi, thường bão lũ, nhưng đa phần nó không kéo quá dài, 1-2 ngày. Và chúng ta lưu ý là một dự đơn giản nữa, chúng ta nên dự trữ lượng nước nhất định. Ví dụ ngay tối hôm nay, mai bão tới, mưa bão tới thì bà con chúng ta có thể đun nhiều nước uống hơn một chút, đun thêm 1-2 bình nữa chẳng hạn. Thế rồi thì chuẩn bị cái tủ lạnh nhất định, chúng ta nên có tăng cường thêm nước đá, thêm các khay để chứa đá ở trong đó. Bởi vì phòng như trường mất điện thì nó sẽ mất luôn. Và chúng ta chính cái khay đá nó chính là bảo quản thực phẩm, nó làm giữ cho tủ lạnh chúng ta mát hơn. Thế rồi chúng ta nên chuẩn bị cái vấn đề khác, ví dụ xà phòng phải đủ, nước sát khuẩn tay, cồn sát khuẩn nhanh cũng nên đủ. Vậy chúng ta sẽ phải dùng đến nó trong quá trình sinh hoạt trong điều kiện thì mưa bão và cần rất dễ bị ô nhiễm. Rồi đấy là trong cơn bão chúng ta rõ ràng chúng ta bên cạnh cái vấn đề duy trì các động tác sát khuẩn tay, rồi rửa tay, sử dụng được nguồn nước sạch, thế rồi thì đun nấu, sử dụng đặc biệt là khi bão lũ xảy ra để ô nhiễm. Và trong đấy chúng ta sẽ rất cẩn trọng và cũng lưu ý là ưu tiên ăn uống các loại thực phẩm mà tốt nhất là hạn chế thức ăn sống, kể cả rau sống, mà nên đun sôi, ăn chín uống sôi đảm bảo. Và thực hiện nguyên tắc là phòng bệnh các lây truyền qua đường thực phẩm, qua đường phân miệng, ví dụ như là rửa tay trước khi ăn, sát khuẩn tay, rửa tay trước khi ăn, rửa tay xà phòng trước khi ăn, rồi thì đi sau khi vệ sinh cũng phải rửa tay cẩn thận và xà phòng cẩn thận, rồi tránh đun chín ăn chín uống sôi. Rồi sau đó, đặc biệt sau lũ cũng vẫn phải tiếp tục cho tới khi là tất cả môi trường chúng ta phải sạch. Ví dụ như một bề mặt đất khô ráo, nước non sạch sẽ đầy đủ, được cung cấp điện trở lại đầy đủ vân vân, thì chúng ta có thể quay trở lại cái nhịp thực bình thường. Thế còn phải chúng ta duy trì các biện pháp vệ sinh như vậy. Thưa ông, những dấu hiệu nhận biết ngộ độc thực phẩm để người dân có thể cần tới ngay các cơ sở y tế và bệnh viện để có thể thăm khám và điều trị, tránh những cái biến chứng nặng như thế nào thưa ông? Ở đây chúng ta có cũng lại nói tới những cái bệnh tật chúng ta có thể gặp trong cái bão lũ lụt. Thì thứ nhất là với cái nhóm mà bệnh mà chúng ta nói là ngộ độc thực phẩm, hay là nó rộng hơn nữa là những các bệnh lây truyền qua bệnh đường tiêu hóa thì chúng ta lưu ý là những đa phần chúng ta sẽ nếu có các biểu hiện sẽ là đau bụng, nôn, tiêu chảy. Nếu mà nước mức độ ít thì chúng ta có thể chỉ ở nhà chúng ta có thể chỉ uống nước orezon, nước khoáng, nước canh, nước rau vân các thứ là có thể đủ. Tuy nhiên những trường mà nó nôn nhiều không thể uống được, rồi thì đau bụng nhiều quá, hoặc sốt cao lên, mất nước để chảy nhiều quá, mệt quá, thì chúng ta cũng nên lưu ý phải chúng ta phải tới cơ sở y tế gần nhất để khám chữa bệnh. Rồi những trường mà có những vết thương thì chúng ta lưu ý là đã có vết thương thì chúng ta có thể sơ cứu sát trùng, rửa vết thương sát trùng tại chỗ. Tuy nhiên chúng ta nên đến cơ sở y tế để có thể là nguy cơ là sẽ bị có thể bị uốn ván, có thể bị những bệnh nhiễm trùng nhất định vết thương, và bác sĩ sẽ quyết định có thể tiêm phòng uốn ván hay không, rồi xử lý chăm sóc vết thương như thế nào, đơn thuốc như thế nào. Vâng, thông qua chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ có thể chia sẻ một số những cái lời khuyên cũng như khuyến cáo để giúp cho người dân có thể có những cái biện pháp ứng phó và phòng chống ngộ độc thực phẩm sau mùa mưa bão. Có lẽ là cái chủ đề mà cái phòng tránh sơ cấp cứu và xử lý những cái ngộ độc thực phẩm mà những bà các bệnh gặp trong bão lũ lụt là một chủ đề cũng rất là cần thiết đối với chuyên môn, thì khá thú vị đối với bà con là rất là cần thiết. Và với vai trò của cả các cơ quan chức năng nữa. Thì thứ nhất là chúng ta ở cái tầm bà con, tầm cộng đồng, thì chúng ta nên có những cái động tác chuẩn bị. Ví dụ ngay trước khi mà bão lũ lụt hoặc có nguy cơ xảy ra, đặc biệt cơn bão lớn như chúng ta gặp bão lũ lụt, chúng ta nên có biện pháp chuẩn bị, ví dụ dự trữ mất nhất định một cái lượng thực phẩm đủ, không quá nhiều, 1-2 ngày. Rồi đặc biệt là nước uống rất quan trọng, nước sạch rất quan trọng, để cho dự trữ lượng nhất định, có thể trong trường hợp bị cắt điện, mất nước này chúng ta đến dự trữ, và thậm chí là được đun nước, dự trữ nước uống một lượng nhất định để ngày mai cái kia bão nó đến để đủ có thể đủ uống, không phải vội vàng dùng nước không an toàn.
Thế rồi những các cái dự trữ những cái khác, ví dụ như là chúng ta chuẩn bị thêm một xà phòng rửa tay, rồi thì cồn sát khuẩn tay nhanh. Thế rồi thì những cái bảo quản đảm bảo tủ lạnh nó đủ đá lạnh để nó bảo quản. Thế rồi thậm chí những cái vấn đề sát khuẩn các cái sau này bà con chúng ta chắc chắn sẽ nên được hướng dẫn, có cái hướng dẫn ví dụ như là làm sao chuẩn bị một cái lượng chất nào đó để tự khử khuẩn nước tại tại nhà để có thể biến một cái nước ô nhiễm thành nước sạch. Đấy, cái này ở người nước ngoài người ta có thể làm được việc đấy, chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Thế rồi thì xong trong xảy ra bão lũ thì chúng ta phải tuân thủ những nguyên tắc về ăn chín uống sôi là rất quan trọng. Đấy, ăn chín uống sôi. Thế rồi thì sử dụng nguồn thực phẩm sạch, rồi thì nước sạch. Đấy, và sát rửa tay xà phòng, rồi thì sát khuẩn tay sau khi vệ sinh và trước khi ăn rất quan trọng. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn những thông tin chia sẻ, những lời khuyên của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Và thưa quý vị và các bạn, với nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi tối của ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.